Ayo, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Hoàng Á Tư. Thì lại mình đây, mình lại trở lại với đây mọi người ạ. Thì sau rất là lâu rồi mình không làm clip hay là vlog trên cái kênh Hoàng Á Tư Official này cả. Ngày hôm nay trở lại mọi người với một chuỗi series, đó chính là chuỗi series chôn. Và ngày hôm nay tôi sẽ làm cái series chôn đầu tiên, đó chính là chôn mẹ và anh em bạn thân mọi người ạ. Ngày hôm nay mình sẽ làm một cái thử thách, đó chính là gọi điện cho mẹ và còn để cho anh em bạn bè để báo rằng mình đang nợ và mình đang chơi lô đề này, mình nợ một số tiền khá lớn là tầm 50 đến 100 triệu để xem mẹ mình phản ứng như nào và anh em mình phản ứng như nào nha. Và mình không khuyến khích tất cả mọi người làm theo mình bởi vì làm như vậy sẽ mất là tính mẫu tử này, tính anh em này, cho nên mọi người đừng thử nha mọi người nha, không thử dưới mọi hình thức. Bình thường mình liên hệ với mọi người bằng cách là gọi bằng Messenger hoặc là Zalo mọi người ạ, nhưng hôm nay mình đăng ký phút gọi nội mạng để gọi cho mọi người để cho mọi người biết rằng đây là rất là quan trọng. Bởi vì mình hay gọi cho những người quan trọng bằng gọi điện thoại chứ không gọi qua Zalo hay gì cả. Những cái việc quan trọng ấy mọi người. Và người đầu tiên mình sẽ gọi cho đó chính là mẹ. Mình sẽ báo nợ với cho mẹ rằng mình đang nợ một khoản tiền khá to để xem phản ứng của mẹ như nào. Và chắc chắn mẹ sẽ rất là sốc. Mong rằng là mẹ không làm sao. Chứ bây giờ tự nhiên một đứa con trai ngoan bây giờ tự nhiên báo nợ về có khi mẹ sốc này. Nếu mẹ xem cái clip này con xin lỗi mẹ nhá. Và bây giờ thì không liên thuyên nữa, làm việc luôn mọi người nha. Để gọi cho mẹ đó nhá. Chắc mẹ đang ngủ chưa mọi người ạ, để mình thử gọi lại mọi người nha. Mẹ ơi là mẹ. Mẹ đang đâu vậy? Ở nhà. Ừ, tận nên... nay có đi chợ không mẹ? À, sáng thì sang mẹ nghỉ. Ừ. Thế giờ đang ở đâu đây? Nhà có gì đây? Bố có nhà không mẹ? Bố con. Đi ra ngoài nói chuyện một tí. Đây, đang ngoài yên đi bao gì? Nhà mình còn tiền không mẹ? Mẹ đi hết tiền rồi làm gì? Thì đang nợ là nợ trên gì? Trên lô đề là giờ đang vay tầm 30 triệu. 20 triệu. Mày điên, mày đi vay lô đề thật đi. Thật, hôm nọ lấy tiền của Hiền mà con gửi Hiền trả nợ hết rồi. Hôm nọ 17 triệu trả, còn bây giờ còn 30 triệu nữa. Tao báo mày đứng chơi, tao mới chơi. Thế con... thì dạo lên trên Hà Nội thì làm có tiền chẳng phải chơi. Tiếp tục, nếu không có thì báo nhà đưa chơi chứ sao con mình người chơi thế thì chết rồi, không biết gì ạ. Biết gì. Thì giờ tầm con mẹ còn ở nhà còn 30 triệu. Mẹ lấy đâu ra tiền có 30 triệu. Thì giờ đang nợ, nó đang đòi. Mẹ 1.000 mẹ không có. Thì đang nợ, nó đang đòi, không có tiền trả. Thế nào tiền nợ tiền gì? Tiền lô, tiền đề. Thế mày cũng đánh lô, mày cũng đánh đề cơ. Mới chơi. Mày thế này thì giết mẹ rồi. Mày đang ốm này, mày giết mẹ rồi. Giết gì? Cái nhà không có mẹ? Nhà cá không bị quản. Thế bố có tiền không? Bố mày lấy đâu ra tiền? Bố lại có đi làm được mấy đồ coi tháng, làm được mấy công. Nào, thế không có giờ chúng nó đòi con lấy tiền đâu trả. Giờ nó mới làm mới làm. Hôm nọ có 17 triệu trả hết rồi, Hiền hôm nọ nó chuyển cho 17 triệu trả hết rồi. Thế mà mày lấy gói Hiền đi mua laptop, ta tìm mày đồ, thế thì tao thế này tao trông, tao tin tưởng về mày, cái này thì tao chết rồi, tao không sống một phần. Thế thôi nha mẹ, làm gì làm đi nhá. Thế tao với bố này mai bắt kè ra đấy nhá. Bắt ra làm gì? Hà Nội giờ ra cách ly. Mày lỡ này thì tao chết thì tao không sống được. Có gì mà căng thế? Chá căng. Ừ. Thôi cho có gì tí con gọi lại cho. Thôi mày ăn học cái này thì chết. Bố mày ở nhà thì còng lưng ra nuôi đi học. Thế bà tao nói chuyện bố mày nhá. Thôi nói chuyện với bố làm gì? Bố già mà lại địch tài. Nói cho con biết rồi. Bây giờ mẹ nuôi con ăn học, con phải thương mẹ một tí, sao con chưa cờ bạc rồi đấy.
chị giờ không có tiền cứ làm giàu đi. Thôi mẹ làm gì làm đi nhá. Thôi nhá. Thế là mày làm đất tật mấy chục triệu? 47 triệu thì hôm nọ ra 17 triệu rồi. Thế thì nhất mày rồi. Còn 30 triệu nữa. Thế còn gió nhất rồi. Thôi nhá mẹ nhá. Nhất thế bây giờ mẹ không có đồng nào giúp con à? Là có cái gì mẹ không có. Không cho nó giết con. Còn đúng mẹ nhá. Mẹ vẫn bảo con đang học cơ mà sao con vẫn còn cố tình chơi cờ bạc. Cờ bạc đâu? Trên lô cờ bạc à? Không cờ bạc thì lô lô đánh đài cũng là cờ bạc à? Dạ. Mày gửi số báo là mày gửi đấy báo là về như ta? Rồi vào máy ra luôn như ta? Gửi nợ thì nợ mồm mới có nợ gì giấy báo nợ. Ở dưới nhà có thằng ghi đề. Mày chết đi đâu sống được. Thôi nhá. Người con đang học cái này chết rồi, biết mẹ rồi. Chết gì? Mấy chục triệu. Mấy chục triệu chết không đi, còn chết thì chỉ có mấy chục triệu. Vâng. Thế là mấy chỗ ở cái nhà đấy đang có ghi đề à? Không, những cái chỗ khác, dự qua nhà hàng xóm. Thôi nhá mẹ nhá. Mày chết, mày chết rồi. Thôi nói chuyện bố làm gì. Mày lấy gì mày lá? Con xoay chỗ khác. Mày đâu, mày có bốc bó giờ, mày có bốc bó cờ bạc rồi. Tao kết trước cái lớn trước mày biết. Tao uống ở đây, tao lừa lắc luôn. Tao vẫn phải đi làm đi kiếm tiền. Vâng, thế thôi mẹ làm gì làm đấy nhá, con thôi. Ui, mẹ nói căng thẳng thực sự mọi người ạ. Bây giờ mà mình không nhanh nhẹn gọi lại cho mẹ là mẹ gọi cho bố là to chuyện đấy mọi người. Xong rồi mọi người ạ. Mẹ từng thật mọi người ơi. Mẹ cứ bảo em giết mẹ rồi. Sống ở đời này có mắc dại nghe con. Thế mọi người bây giờ mình phải làm như nào? Căng quá mọi người. Thôi để mình đi lửa khác. Có gì chút nữa mình gọi lại cho mẹ sau. Mình báo mẹ sau là mình làm clip chứ. Bây giờ mẹ mới biết thế này mẹ hoang mang chết. Cho mẹ lo từ tầm mấy phút thôi. Xong rồi mình gọi lại cho mẹ. Thôi gọi lại luôn, không hỏng. Mong mẹ xem clip này thì mẹ tha thứ cho con. Nhưng con chê mẹ hơi quá. Nãy giờ con chê mẹ đây. Tiền đâu mà chơi lâu. Lấy giờ đang quay clip đây này. Lấy giờ đang quay clip đây này. Con đang đi lừa mọi người là con đang chơi lô đề, con vay tiền. Thử xem phản ứng mẹ nào ấy. Chứ tiền đâu mà chơi lô chơi đề, con biết chơi cái đấy đâu mà. Con trêu thế chứ tiền đâu mà đánh lô đề. Mẹ biết con nào rồi con lại chơi mấy cái đấy. Thế sao con bảo thế? Thì con đang làm clip, con đang thử làm thử thách. Mày cứ nói tao thằng con hụt cho bắt xe tao lên đấy. Có chơi đâu mà ra. Mày nói tao mà ra tôi là đụng với tao vậy. Từ có cho xem số tiền hôm nọ hiền nó bắn vẫn đây này. Chứ đâu mà chơi. Mày bán ra đi cho tao, mày muốn về giao lông tao chưa? Thì rồi, từ từ đã. Thôi nhá. Không, nói cùng là lúc mất tiền. Thôi nhá. Đã làm clip. Đúng là con trai của ta. Thôi nhá. Thôi thấy không?
làm pha trôn này mẹ tắt hết mồ hôi rồi người ạ. Trêu hơi quá, trêu là lô đề này nợ lần liên quan đến tiền này, thì đồng tiền bây giờ mùa dịch nó kiếm ra vất vả quá, cho nên là mẹ tiếc mọi người ạ. Cho nên là mọi người đừng nên động vào những cái lô đề cờ bạc hay là làm như gì ảnh hưởng đến bố mẹ hay là tiền nó nong mùa dịch này mọi người nhá.